Chào mọi người, hôm nay mình đọc chương Làm Nhà Cỏ Cũng Đủ Trong Cuốn Cổ Học Tinh Hoa. Trong chương sách này kể về chuyện là vị quan theo hầu vua sang nước, qua theo từ sở, từ nước Trịnh sang nước Sở. Thì các vị quan theo hầu hỏi những vị quan trước sang hầu vua thì hay lập đàn xong lại dựng mỗi nhà cỏ. Thì ông này mới kể câu chuyện là từ nước lớn sang nước nhỏ. Thì thường nước nhỏ được lợi thì người ta mới lập đàn. Còn đây mình từ nước nhỏ sang nước lớn đã chịu nhiều điều ủy khuất thiệt cho nước nhỏ rồi thì vẻ vang gì đâu mà lập đàn cầu kỳ. À, thực ra đây các mình có một văn cắt câu chuyện lại rồi theo cái ý nghĩa cốt lõi vị quan muốn nói. Và trong câu chuyện này chúng ta có thể nhìn thấy vị quan từ sảng này bản chất là một người rất là có đạo đức, không vì người khác, vì nhân dân trong đất nước, không muốn lãng phí tiền của tiền thuế của nhân dân, có trí tuệ, biết mình, biết người, biết mình đang làm gì, biết mình đang ở vị thế nào. Ok, đó, cái tưởng công việc là chúng ta hiện tại, chúng ta biết mình là ai, chúng ta đóng góp gì cho công ty để nhận về được những cái mà chúng ta xứng đáng. À, đứng như này hỏi những cái mà chúng ta chưa đến tầm, nó này hơi, hơi không phải kiểu suy đen mà đâu cũng vậy. Vì bản chất chúng ta là người đi làm thuê thì nó là trao đổi lấy công bằng thôi. Chúng ta tự làm chủ chính mình, làm chủ công việc của mình nhận lại giá trị tương ứng. Đó, cảm ơn mọi người.